Trong cái video này sẽ nói về cái cách trị cái bệnh lưỡi trắng ở người lớn nhé. Lưỡi trắng này thì nó không những có ở trẻ em, người lớn đều có. Tuy nhiên rằng cái bệnh lưỡi trắng này á thì nó có một cái đặc điểm mà mọi người dễ nhận thấy, đó là nếu như các bạn mà soi gương ấy thấy mà thè cái lưỡi của mình ra mà thấy cái có cái màu trắng ấy. Sau đó các bác đánh răng hoặc là dùng cái cạo lưỡi, các bác cạo đi ấy. Nhưng mà đến cạo buổi sáng thì đến trưa hoặc chiều thì nó lại có, cạo buổi trưa buổi chiều thì có khi là đến tối lại thấy, thì đó là cái bệnh lưỡi trắng. Cái bệnh lưỡi trắng này nếu mà các bác vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường thì không sao cả, nhưng mà nếu mà kèm theo các cái triệu chứng khác, các cái bệnh khác thì đó là bệnh. Ví dụ như một số người thì có thể là bị kèm theo cái chứng như là trào ngược dạ dày, hôi miệng, một số người thì là viêm họng, nhiệt miệng, rồi một số người thì có những cái chứng như là sợ lạnh, người mệt mỏi. Thì thông thường ấy thì với thảo mộc HAT thì sẽ chia ra làm ba chứng bệnh chính, đó là cái chứng bệnh, một là có cái chứng sợ lạnh, hai là cái chứng sợ nóng hoặc là nhiệt, đấy. Ba là cái chứng thấp nhiệt. Cái chứng thấp nhiệt ấy thì nó giống như là bị bó buộc ấy, cái nhiệt nó bó buộc nó không thoát ra được thì gọi là cái chứng thấp nhiệt. Cái chứng thấp nhiệt này nếu mà lưỡi thì nó có cái đặc điểm là có thể là lưỡi nó màu hơi rêu, lưỡi nó hơi màu hơi vàng và dính nhớt nhé. Tuy nhiên tùy theo từng cái chứng bệnh cụ thể của các bác, của người bệnh nha, mà chúng tôi có thể là sẽ điều chỉnh cái thảo dược cho nó phù hợp. Có những bác thì đi ngoài lỏng nát, có những bác thì đi ngoài táo bón, rồi có những bác thì tuy rằng đi ngoài lỏng thế nhưng mà bụng đầy, trướng bụng đầy hơi, hoặc một số bác thì về buổi chiều chẳng hạn thì lại thấy, hoặc là buổi lúc nào đó trong ngày thì thấy khó chịu. Và cái đặc điểm chính trong cái bệnh này đó là lưỡi trắng nha. Thông thường thì lưỡi trắng sẽ kèm theo là trào ngược và hôi miệng là nhiều nhất, rồi có người thì lưỡi trắng và hôi miệng, có người thì lưỡi trắng nhiệt miệng, thì tùy tùy từng chứng bệnh của các bác mà sẽ có cái thảo dược để điều trị nhé, cho nó phù hợp. Thì trên tay tôi đang cầm đây chính là cái thảo dược để chữa cái bệnh lưỡi trắng. Tuy nhiên là mỗi người thì sẽ điều chỉnh lại một chút cho nó phù hợp các bác nhé. Các bác nào mà chẳng may bị cái bệnh lưỡi trắng rồi kèm theo trào ngược, hôi miệng hoặc các cái chứng bệnh khác thì các bác cứ liên hệ để chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác. Sau đó thì các bác mà tin dùng thì các bác lấy một gói thảo dược này về, các bác dùng thử mà thấy nó đỡ nhá, có chuyển biến thì các bác lấy tiếp. Vì là thảo dược cho nên là chúng tôi cũng không thể chắc chắn rằng là nó hợp với tất cả mọi người, cho nên các bác cứ lấy một gói này về các bác dùng mà thấy nó dễ chịu nhá, hợp bệnh thì các bác lấy tiếp. Còn các bác nào mà may mắn mà một gói này là mà khỏi được thì đó là điều rất là quý, là chúng tôi cũng rất là mong như vậy. Các bác mà lấy cái thảo dược này thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 340 345 hoặc là 0964 421 551. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi nhé.